Nhân tiện đây em muốn hỏi chị thêm đó là ví dụ như cái bằng cấp mà mình hướng dẫn bên Việt Nam á, là bằng cấp Úc á, là học ở Việt Nam mà có thầy cô Úc về làm thẩm định và cấp bằng của Úc thì nó lợi ích như thế nào trong cái vấn đề mà xin visa? Tại vì bỏ ra chi phí em thấy đâu có mấy ngàn đô Mỹ đó, và được cái là mình có bằng cấp Úc, mà mình có bằng cấp Úc đó giống như kiểu mà gọi là cái cầu nối á, để cho mình đi qua bên Úc mình học tiếp, hoặc là mình đi định cư, hoặc là mình đi xin đi làm việc ở bên Úc này theo kiểu là chủ bảo lãnh, mình thấy cái nào nó cũng lợi á. Thì chị nói giùm em cái những cái mà điểm lợi hoặc là những cái loại visa mà có thể đi sau khi mà học xong bằng cấp Úc tại Sài Gòn. Với cái kinh nghiệm làm việc của chị trong nhiều năm về di trú á, thì chị thấy cái việc đi học ở Úc ở bằng nghề á, thì việc xin visa du học nó rất là khó. Em thấy đặc điểm hiện tại đó, cơ quan lãnh sự quán thì nó sát phạt luôn. Càng ngày Nộp càng visa du học khó, nghề á, rớt liền. là nó siết kinh hoàng luôn. Vì nó Trời kêu 90 mấy% mấy công ty du học khác nó báo cho học sinh của chị là đi du học đại học thôi, du học nghề là 94% là rớt. đất. Chị nói không, học sinh của chị vẫn có chương trình nghề, vẫn đậu, nhưng mà hạn chế thời điểm hiện tại, tại vì cuối năm tài chính rồi, mà năm nay á, thằng Đảng Lao động á, nó đang siết cái vấn đề nhập nhập cư lao động nước ngoài vô, là không phải, nó ưu tiên lao động nhập cư những người có kỹ năng chuyên môn cao. Cho nên nếu như mà bạn đi du học mà bạn không có kỹ năng thì mà bạn đi học nghề á, là những người có khả năng là ý định định cư lâu dài nhiều hơn là những người có ý định Đi du học học. thật sự, đúng không? Bây Đi giờ học. hiện tại là những cái ngành nghề cho phép định cư, có khả năng định cư mà độ tuổi nó cũng quan trọng nữa. Những cái người học nghề thì nó nôm na thì hồi giờ để giải trình được một cái người đi học nghề mà có đường quay về là gần như khó lắm. Những cái ngành nghề khác họ cực kỳ khó luôn, chỉ có ngành nghề đầu bếp là vì bếp trưởng khách sạn 5 sao vẫn có lương cao thì mình còn giải trình, hoặc là qua nước ngoài học kiến thức kinh doanh rồi học kiến thức về về bếp Âu của nước ngoài để mà phát triển cái lĩnh vực đó. Tại Việt Nam thì Hợp về mặt lý. logic nói chung là không thuyết phục được, không có hợp lý lắm, trong khi học đi học nghề để mà đi về đang phục vụ quê hương. Cho nên xin đi học nghề hầu giờ nó rất là khó. Nhưng mà công ty chúng mình, chúng ta làm nhiều năm nay đi học nghề của chị nhiều lắm. Em thấy không, mấy bạn học sinh của chị qua quá trường học nghề đúng không, 2 năm 2 năm học viện ở nhà khách sạn, học bếp và quản lý nhà khách sạn nhiều, nhưng thì hiện trước thôi, bây giờ mình học kiểu đó là rất chắc á. Cho nên chị mới ưu tiên là học nghề trước để lấy một cái sự liên tục trong việc học hành này. Em thấy các bạn đi làm một thời gian gián đoạn, hoặc là nhiều nhiều bạn á, là thậm chí đi học mấy cái ngành khác bây giờ chuyển qua Úc đi học nghề để định cư á, cái ủa sao tự nhiên đang học đang làm nghề này chuyển qua kia học nghề làm gì, mày muốn gì ở nước tao, là nó cho rớt đúng không? Vậy không, nó đi học ở đây nó làm nghề rồi nó đi học, nó có bằng nghề của Úc luôn rồi, thì nỡ lòng nào nó rớt tới, ủa nó cũng có mục tiêu du học thật sự thì nó mới đi học cái bằng nghề của Úc ở tại Việt Nam chứ. Và cái học phí của mình nó rẻ bằng cái một nửa thời gian, cũng cũng một nửa luôn, thì cứ tiết kiệm tiền không, tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian. Mình đang đang là cái khóa học mà nó có sự phù hợp với cái chương trình đào tạo tiếp theo ở Úc thì dễ được cấp visa hơn. Đó, về mặt logic mà nói thì hoàn toàn là hợp lý. Và chị không có nói là cơ quan lãnh sự nó căng keo hồ sơ, nhưng mà thực tế việc xin visa của chị trong bữa giờ, chị thấy những cái bạn nào mà có bằng cấp nghề của Úc, hạn chế tối thiểu cái việc là các bạn ở các tỉnh thành mới đang bị gọi là nghi nghi kỵ về vấn đề visa đi qua kia làm này làm kia thôi nha. Em thấy nó vẫn đang khoanh vùng các thành phố ở Việt Nam mình, ở tỉnh thành này tỉnh thành kia, mà trong cái vùng đó là thuộc dạng rủi ro cao á, thì nói thiệt luôn là đi du học là không có an toàn, Vùng bất kỳ em xám học đại học hay á. học vùng vùng đang thui lùi Vùng blacklist rồi đó, thì xám. không không có sáng màu đen luôn rồi. Thì những cái vùng này là nó hạn chế, cho dù học đại học nó cũng rớt như thường, chứ đừng có học nghề thì nó mất công. Và học thạc sĩ tiến sĩ thì điểm tiếng Anh cũng phải 7.7.5, anh nó đưa ra luật quy định luôn mà, 7 chấm trở lên tao mới nhận, trước mức đó là không nhận. Là những cái vùng đó thì thôi đừng có đụng vô làm gì cho nó phiền. Còn lại cái vùng khác thì các bạn nào độ tuổi mà nó bị giới hạn, là nghỉ nhiều năm, nó ghép chia nhiều năm á, thì nên 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 có một cái sự chuẩn bị về cái chuyện này. Cho nên em quay lại hỏi họ có bằng nghề Việt Nam có lựa không, có, tại vì nó giải quyết được cái chuyện ghép chia đó. Giống như như nãy em nói, giống như cái cầu nối á, nó giúp cho các bạn có lý do và để mà kinh nghiệm của các bạn thuyết mà phục thuyết thuyết phục. phục về cái chuyện là một đường quay về, là mục tiêu du học thật sự là học suốt sau là học đại học chứ không phải học nghề nữa. Rồi thêm cái chuyện là bạn có một cái bằng cấp nghề về đầu bếp đó vẫn có thể giúp bạn để chuyển định cư ở Úc được, sau này muốn định cư thì vẫn dùng cái bằng nghề đó để định cư được, chứ không phải đi qua kia rồi học đại học và không định cư được, là vì học quản trị kinh doanh, học có quản lý nhà hàng khách sạn, những ngành nghề không cho phép định cư đó thì làm sao định cư, thì nó vẫn có khả thi được, là vì mình thỏa mãn tất cả những yêu cầu của chính phủ đưa ra về đường quay về, mình thỏa mãn được cái yêu cầu về về tài chính nữa nha. Chị nói vẫn xét tài chính chứ không phải là không xét tài chính đâu, nhưng mà nội dung chung là cái đường quay về là cái đường người ta đánh giá dựa trên những cái
khả năng học hành của một ứng viên, kinh nghiệm làm việc của bạn ấy giúp đỡ cho bạn ấy trong về mà nâng cao kiến thức trong tương lai, và nó còn phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, thì người ta mới 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 công nhận là về đánh giá về về cái chuyện visa này visa kia là dựa trên cái gì. Gần đây em biết cơ quan lãnh sự Việt Nam nó cũng tổ chức các buổi họp hành, và các trường đại học ở Úc cũng tổ chức các buổi hướng dẫn cho các đại lý du học về cái chuyện này. Không còn là thời điểm trước đây là trường tao là level 1 mày cứ nhào vô đi, hay là level 2 là thấp lắm rồi, cứ đăng ký đi, không chứng minh tài chính đâu, chắc chắn mày lấy được visa, cứ vào không lo nha. Gần đây các trường đại học rớt visa quá chừng luôn, kể cả level 1 RMIT rồi đó, rồi mấy trường đại học nổi tiếng hơn nữa thì cũng rớt luôn, Melbourne, Monash tại cũng vì rớt, rạch bạch hết rồi. rớt hết, tất cả đều có khả năng học hành cao và tiếng Anh tốt hay là gì đều có khả năng rớt. Chính tới vấn đề là tâm lý xét hồ sơ visa của nhân viên lãnh sự, các trường nó phải đào tạo agent đến mức độ như vậy đó, là thư giải trình nè. À năm nay nó đổi cái thư giải trình rồi đúng không? Thấy trước đây nó gọi là GTA, Bây giờ nó đổi vì nó đổi qua thành cái trả lời câu hỏi statement, rồi. thành đưa về câu hỏi, mà cái câu hỏi nó cũng đi vào cụ thể lắm, cho nên là và nó còn xét công nghệ AI đánh giá về đạo văn nữa. Thằng nào mà copy của thằng khác mà viết thư giải trình là chết ngắt nha. Nó đánh rớt ngay lập tức luôn, đừng có nói chuyện ấy. Vậy rồi. Nó chỉ cần 20% trở lên mà trùng Đổi lắp nó đã cho đạo rớt văn rồi. rồi. Rồi bây giờ mình quay trở lại với lại cái chủ đề của ngày hôm nay mình nói chuyện đi. Vậy là nếu bạn nào mà đi học bếp, học bánh bằng cấp Úc tại tại Sài Gòn hoặc tại Việt Nam thì các bạn đó có thể qua đây theo cái dạng visa 407 được nè. Theo em biết là 407 được nè. Visa du học À đây 500 quay lại được cái nè. chuyện 407, à chưa nói Rồi chuyện 407 đúng, bạn nói 44 vấn này đúng. 482 rồi cũng như là 491 được nữa, hoặc là bạn nào mà ở Việt Nam mà có đủ điểm tiếng Anh luôn thì 189 hay 190 gì được hết luôn mà chị. 407 bây giờ em hình dung nè, sắp sửa là áp dụng ngày 1 tháng 7. Visa 485 thay đổi, 35 tuổi trở lên là Không 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 được, được. đúng chưa? Rồi rồi. Maximum 35 tuổi, vậy thằng nào đi du học để mà qua bên kia để cho nó không cho chuyển thì làm sao? Không chuyển 4 năm nữa đều khóc, đừng quay về à, đừng quay về à, đi qua xong đi về luôn à, đúng Chị. không? Vậy thì bạn học bằng cấp nghề đi, rồi bạn hãy đi du học. Bạn có không đổi được 485 thì bạn lấy cái visa 482 hay là 407. Thật là 407 giới hạn tuổi khi mà nộp ở Việt Nam thường thường là chỉ có 32 tuổi thôi. Nhưng mà nếu như bạn qua kia bạn học rồi bạn đổi cái visa 407 bằng cái 407 thì chị chưa nói tới, tại vì nó cũng hơi 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 lấn cấn ở chỗ là kinh nghiệm làm Nhạy việc nhạy vừa cảm. mới. Dạ Mới hơi nhạy cảm, nhưng mà 482 thì thực sự là 2 năm kinh nghiệm ở Việt Nam dễ lấy mà. 3 năm kinh nghiệm làm thẩm định nghề được qua kia, đi học 2 năm lấy thêm 2 năm kinh nghiệm làm việc ở Úc, cộng với kinh nghiệm làm việc ở Nam ngắn ngắn nữa là đã có thể chuyển được 482 rồi. Làm được thẩm định nghề thì mình đã có bằng cấp nghề ở Việt Nam rồi, bằng cấp chứng chỉ 3 về về bếp Úc ở Việt Nam rồi, cộng với kinh nghiệm làm việc đủ nữa là làm thẩm định nghề luôn rồi. Thì chúng ta chuyển qua 482 thẳng, sau 2 năm chuyển thường thường chủ nhân rồi. Quá Rồi. dễ đúng không? 482 bây giờ chỉ cần 2 năm thôi và không có giới hạn cái chuyện. À sắp sửa xuất hiện 482 cũng thay đổi đó nha. 482 thì đổi qua cái thằng gì? Skill in demand gì đó đó. Quá quá chừng loại visa quá chi, nó chia ra phân bổ. Rối Thành luôn là sắp tới là để coi nó thành cái gì đây, để chị đọc đọc cho em thành 3 loại mức lương. Một cái là nó sẽ đổi thành là Specialist Skill Pathway. Cái thằng này là nó thành là Skill in Demand Visa, là thành là Specialist Skill Pathway, lương 135 ngàn. Nhưng này không có áp dụng cho trade person, làm nghề phổ thông là không áp dụng nha. Cái này áp dụng cho những người ở cái ngành nghề, ví dụ IT, rồi những người quản lý cấp cao này nọ đó, công nghệ thông tin nói chung là mới áp dụng được cái mức lương cao như vậy. Còn cái thằng thứ hai là tương đương với mức minimum 70 ngàn. Mà trả lời Đó đó. là thằng Score Skill Pathway, tương đương với 482 bây giờ đó. Còn cái Essential Skills Pathway là nó dưới mức 70 ngàn, thì nó sẽ áp dụng cho một số ngành nghề nào đó, thì nó chưa có đưa ra danh mục, nó còn Cụ Lower thể. Paid Skill Worker thì áp dụng sau đi. Nhưng mà dù gì nữa thì cái Core Skill Pathway là 482, nó sẽ là cái tên hiệu là Core Skill Pathway nè, áp dụng cho trade person, là những người nghề phổ thông được làm bếp á, là mình chuyển qua visa này nhẹ nhàng và nó xét visa sẽ nhanh hơn trước nhiều. À thì bạn nào thay vì nộp 485 không được thì lo mà thủ bợ sẵn cái bằng bằng nghề trước đi, kinh nghiệm làm việc làm sẵn đi, mình có trên 35 tuổi vẫn nộp được 482, vẫn chuyển PA được, và cái nghề sau này mình sử dụng để mình nâng lên cái mức level cao hơn nữa, đi học cao hơn nữa thì cũng nó cũng quá tốt cho mình. Về mặt triển vọng không chỉ 482 mà 491 nữa chi, hoặc là 190 đúng không, 491, 190 also là đẹp vô cùng với cái bằng nghề đó, với cái kinh nghiệm làm việc đó, và học trong vòng mấy năm đủ kinh nghiệm làm việc, nộp on-site chuyển đổi qua 491 qua 190 chỉ cần tiếng Anh ok nữa là xong.
Cho nên 482 là một giải pháp an toàn. Nếu mà điểm định cư mình không đủ mà mình thấy chờ hơi lâu thì mình chuyển qua 482. Nếu mà đủ điểm định cư và mình có thể an toàn ở cái điểm tiếng Anh đó, đó thì chúng ta chọn luôn giải pháp đi thẳng thường thường trú nhân. Không nhất thiết phải vô cái visa 485 luôn. À, bạn nào thì tùy theo cái điều kiện tài Tuổi, chính, điều kiện tiếng Anh, tiếng ngoại ngữ của các Anh, bạn mà bạn 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 đủ điểm định cư do cái độ tuổi nữa. Thế thì vâng. không giới hạn 35, trước 45 vẫn ok. Dạ Qua vâng. đó đi học được, cho dù học chương trình cao hơn thạc sĩ đi nữa thì nó vẫn là một cái giải pháp để mà bạn có thể chuyển đổi mà không có mất cái tiền học phí đóng mấy năm nữa cũng không hoàn thành được cái gia định cư của mình. Dạ.